ở đáy sông. Tác giả Lê Lụ. Giọng đọc Trí Thông Minh Nhân Tạo, do Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 28 của tập tiểu thuyết này. Cô gái đầu tiên là mẹ của cháu, là người hay cười, nói năng thoải mái. Năm nay cô 29 tuổi, có chồng và một con. Khi hai người bỏ nhau, thì con ở với chồng, còn cô xin đi phục vụ trong quán bia hơi cạnh nhà văn hóa thanh niên ở Tăng Bạt Hồ, Hà Nội. Làm được gần một tháng rưỡi, cô lấy cắp của cửa hàng một tờ 20.000 đồng để ở trong séc lòng bàn chân. Do đi lại, tờ tiền tòi ra, một đứa làm cùng trông thấy, nó báo cho chủ. Cô bị mất việc. Có người giới thiệu cô xuống Đồ Sơn làm nhân viên phục vụ cửa hàng ăn đặc sản biển ở bãi. Xuống được 3 ngày, chủ chưa khiến làm gì. Ăn xong thì mở băng xem phim cùng với mấy nhân viên cũ, đi qua đêm ở các khách sạn về, ngủ qua quýt, lại ngồi xem phim trong sáng mệt mỏi và ngắt vặt. Đến ngày thứ tư, chủ bảo, nếu em đi được với khách thì đi. Ở đây không có nhân viên chỉ chuyên chạy hàng, mà phải kết hợp với các việc khác. Vâng, thế chị trả lương thế nào? Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Ăn nghỉ chị lo. Chia các khoản điện nước, tiền thuế má, tiền bao bảo vệ, còn chị trả cho em 40% tổng thu nhập của em. Cô không đẹp nhưng khiêu gợi, nên đạt năng suất cao hơn tất cả những đứa khác ở cửa hàng. Được 5 tháng, người cô dọc đi xuống nước trông thấy. Hai gò má nhô ra, hai mắt sâu xuống, da mặt tái đi, người lúc nào cũng nóng hăm hắt. Cô biết chẳng mấy chốc mà ế ẩm, nên trong một lần đi với một người nước ngoài, cô đã đánh cắp của anh ta 5 tờ. Bị phát hiện, và cô ra tòa, hưởng án tù 24 tháng. Khi nghe ban giám thị bảo, cần tìm một người nuôi cháu bé, cán bộ quản giáo nữ chỉ nghĩ đơn giản, lấy một người sắp hết hạn cải tạo. Mà cô này trông cũng sáng sủa, còn vài 3 tháng nữa không sợ bỏ trốn. Tiêu chuẩn ăn của cô cộng với tiêu chuẩn mọi người cho cháu, hai mẹ con tự nấu ăn trong một gian nhà tách biệt hẳn với những người tù, nhưng vẫn ở trong hàng rào quản lý của trại. Cô được ra trông cháu thì thích lắm, nhưng cơm nước quét dọn, cô toàn bắt cháu làm hết. Còn cô suốt ngày ngồi chép bài hát cải lương, và thay vì dạy cháu, cô dạy cháu hát những câu hát xuyên tạc của thời bi ôm và cuộc đời là con chó nướng. Rửa ngôn ngữ hàng ngày thì đại loại thế này. Mày không rửa chân, ông đếch cho mày ngủ chung. Mày nói náo, ông cứ cho mày úp mặt vào tường suốt đêm nay. Để mũi đốt chết mẹ cái thằng bố mày đi. Thấy việc làm nhân đạo của ban giám thị, nữ phóng viên đài truyền thanh của trại xin được đến thăm cháu và viết bài. Giám thị trường và một cán bộ thi đua cùng đi với chị phóng viên đang là phạm của trại. Cô chào 3 người là cán bộ, cháu thì chào là các bác. Cô quát cháu, biết ai bảo mày chào cán bộ là các bác? Chào lại đi, không ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ. 3 người đứng lặng đi, rồi không ai bảo ai, đều hỏi han vài lời qua loa. Họ đi hẳn. Không thể làm việc gì được với một người mẹ của cháu như thế. Ra đến ngoài đường, giám thị lắc đầu bảo anh cán bộ thi đua. Trong vòng 2 ngày nữa, anh bảo các cậu bên trại nữ tìm cho người khác trông cháu. Chết thật, tôi không thể ngờ. Chị phóng viên nói với hai cán bộ. Thưa hai ban, tôi xin được phép mạnh dạn để đạt một ý kiến. Chị cứ nói. Nếu được ban tin vào sự tự giác của tôi, cho phép tôi được trông cháu. Nếu không tin chị cũng không thể trốn khỏi khu vực này kia mà. Vẫn giám thị trưởng nói. Được chị trông cháu thì tuyệt vời quá. Nhưng mấy ngàn thính giả của đài truyền thanh không cho phép mất đi những bài thơ và phóng sự của chị. Tôi xin hứa, vẫn giữ đều 2 chuyên mục điều tra và văn nghệ của tối thứ tư và tối chủ nhật. Chị cứ thử xem. Nếu có người kêu chương trình bà Minh Vũ nhạc, là tôi cắt ngay cái ý định của chị đấy. Vâng. Cảm ơn ban. Kiểu tình cảm của ban và mọi người trong trại dành cho tôi. Nhưng tôi nghĩ, không hiểu tại sao lại để một cháu bé cho một con người bụi bặm tận đáy xã hội như thế trông nom dạy dỗ cháu. Tôi mong chị giúp cháu, để đến khi đưa được cháu vào trại trẻ mồ côi, cháu không bị bỡ ngỡ tách ra khỏi các bạn. Ngay ngày hôm sau, Minh Vũ được điều xuống trông cháu bé thay cho cô gái kia.
trong khi chị vẫn phải đi viết phóng sự và làm thơ, tổ chức hai chương trình trong một tuần cho đài truyền thanh của trại. Rất vất vả. Nhưng không ai nghi ngờ người phụ nữ này bất lực trước bất cứ việc gì. Chị là người tốt nghiệp hai bằng đại học, tổng hợp hóa và kinh tế kế hoạch. Vừa làm trưởng phòng kỹ thuật ở một tổng công ty nhà nước, vừa là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp, vừa dạy dỗ cả hai đứa con, đứa giỏi văn, đứa giỏi ngoại ngữ và môn toán thì đứng nhì thủ đô. Trong khi ấy, chị vẫn làm thơ viết báo đều đặn, cùng chồng con dự các buổi biểu diễn nhạc giao hưởng ở nhà hát lớn, nhạc thính phòng ở câu lạc bộ Lý Thái Tổ, xem phim nghiên cứu ở 51 Trần Hưng Đạo, nghe hát trích đoạn chèo ở Nguyễn Đình Chiểu. Nghĩa là, con người ấy không cho mình nghỉ, không cho mình thiếu hụt bất cứ lĩnh vực nào. Chị cố gắng học mọi chỗ, mọi thời gian bằng mọi hình thức để cân bằng giữa con người thương mại với con người của tâm hồn đầy nhạy cảm. Nhưng số phận thật trớ trêu. Con người đầy tài ba và tần tảo, dạn dĩ mọi bề lại khờ khạo đến mức khó tin. Giao toàn bộ cả vốn lẫn lãi của công ty cổ phần gồm 290 triệu đồng cho đứa bạn của em mình đi lấy hàng hộ. Đến khi nó bùng, tất cả mọi tội lỗi chỉ có một mình chị chịu. Tội danh của chị là lạm dụng tín nhiệm chiếm dụng vốn của công dân. Bán toàn bộ nhà cửa và vật dụng cũng chưa trả hết nợ và lĩnh án 5 năm tù giam. Nếu không có hai đứa con, vì hai đứa con vô cùng thông minh và trong sáng, chị đã tự tử ngay khi bị quy kết trách nhiệm. Không oan. Nhưng nghĩ đến con người đối với nhau sao nó lại táng tận lương tâm đến thế. Đã không chết được thì phải sống. Đã sống thì dù ở đâu làm gì, cũng phải xứng đáng với các con. Nhiều đêm chị phải cắn răng lại, gạt nước mắt đi để làm thơ viết báo, ký tên con để các con yên tâm mẹ vẫn lạc quan, vẫn còn rất nhiều nghị lực để các con không được đau đớn, buồn tủi và tuyệt vọng. Chị đã được giảm án 2 lần, cộng lại là 1.5 năm. Chỉ còn gần 1 năm nữa, chị vẫn mong được giảm án thêm. Không ai hiểu được chị. Mỗi ngày, mỗi giờ trong đêm chị vẫn mong được về với tổ ấm gia đình với các con. Còn bây giờ thì chị đang phải phấn đấu để vừa như người mẹ vừa như bạn, như thầy của bé Uyển. Nào con viết xong chưa? Bác kiểm tra. Xong rồi. Không được, con nói sai rồi đấy. Nói lại bác nghe nào. Dạ, thưa bác con viết xong rồi ạ. Đúng rồi. Tốt lắm. Từ mai Uyển còn quê nữa không? Dạ, thưa bác con không ạ. Con ngoan lắm. Thế con yêu ai nhất? Dạ thưa con yêu bố con nhất. Tại sao con lại yêu bố nhất, con có biết không? Thưa bác, con có biết ạ. Ồ, nói bác nghe nào. Thưa bác con yêu bố nhất vì bố con yêu con nhất ạ. Đúng lắm. Thế con ghét ai nhất? Dạ thưa ghét ông nội con nhất ạ. Tại sao con lại ghét ông nội nhất? Dạ, tại vì ông nội con đuổi bố con đi. Ông nội cũng không cho con về nhà ở với ông nội. Thế ai nói cho con nghe những chuyện ấy? Dạ thưa bác bố con nói thế. Cả các ông các bà, các cô các chú cũng nói thế ạ. Thế con có nghe ai nói con phải ghét ông nội không? Dạ thưa không ạ. Không ai bảo con phải ghét ông nội là đúng. Con biết vì sao không? Thưa bác, con không biết ạ. Tại vì ông nội là cha của bố con, có đúng không? Thưa bác đúng ạ. Như thế có phải ông nội là bề trên của bố con không? Thưa bác đúng ạ. Thế bác bảo con đối với bề trên phải thế nào nhỉ? Dạ thưa bác bảo con đối với bề trên phải kính cẩn, phải lễ phép ạ. Thế con bảo con ghét ông nội, thế có là kính cẩn lễ phép không? Thưa bác, tự vì ông nội cứ ghét bố con với con ạ. Người bề trên sai, người dưới phải lễ phép nói lại, chứ không được phép nói hỗn. Con bảo ghét ông nội là nói hỗn. Dạ thưa bác, nhưng nói lễ phép rồi vẫn không được, thì phải thế nào ạ? Nói lại mãi, rồi cũng không được, thì mình không nói nữa. Không phải lại lục van xin bất cứ một điều gì. Nhưng không được phép nói hỗn con hiểu không? Dạ thưa bác, con lại bác, con xin lại bác. Con không thể. Thôi được. Như vậy là con chưa thoải mái lắm. Đúng không? Nhưng thôi, hôm khác bác với con sẽ bàn tiếp chuyện này. Bây giờ là giờ gì rồi nhỉ? Dạ thưa bác, bây giờ là giờ đi ngâm chân, rồi con đánh răng súc miệng nước muối,
mới lại rửa chân nước ấm rồi lau chân đi ngủ ạ. Trước khi tắt đèn ngủ còn làm gì? Con đọc lại một lần bài học hôm nay ạ. Đúng rồi. Nào, con đi làm các việc đi.